Rồi, test cho anh em tham khảo qua một bộ đĩa sau nha. Đó, thanh bánh liền ha. Quá đã. Xe này gắn là hạng sinh bạc của Thái nha. Đó, chạy vào nhẹ cho xe luôn. Đó, càng nhẹ càng Thái. Thì chào anh em Belux 110, review cho anh em tham khảo của mình là combo bộ đĩa sau đĩa sinh bạc của Thái nha. Gắn như zin nha ha. Bánh xe là bao nhẹ nha. Em gắn là chuẩn như zin cho anh em ha. Đó. Quá ok nha. Rồi, em liệt kê đồ sơ qua để cho anh em tham khảo có mình là combo cái dàn đĩa sau nha. Em dùng là đi là heo nó xin bạc của Thái nè. Em đi đĩa lớn, bát lớn. Em chơi đĩa lớn, bát lớn nha. Thắng cho ngon nha. Đó, gắn như zin không chơi lồng đền ha. Đầy đủ từ cấu hình nha. Em chỉ cần đưa xe tới em thôi. Em gắn thêm vô, không cần phải loại bỏ mâm gì hết nè. Mâm zin trên xe gắn này luôn nha. Bên trước thì em sử dụng là ben đạp zin ha. Đó, ben đạp của thằng Thái Lan. Đó, gắn như zin đủ xe luôn. Hàng nó xin nha. Và thắng nó rất là ngon. Đó, bình dầu để đây để cho anh em theo dõi ở trong nha. Rồi, phần ở sau thì gắn cái bát dầu đây nè. Đó, cho anh em cứng cái dầu ha, không sợ bị nhả nắp dầu nha. Bát dầu để đây ha. Rồi, em test bánh xe là bao nhẹ nhàng ha, gắn như zin nha. Đó, ngon là cành đào cho anh em để cho anh em đi chơi đi tour đi phượt hàng ngày ha. Em gắn là bao chuẩn, thay vỏ trong dịp cuối tháng không cần phải sợ rớt lồng đền nha, tại vì không có lồng đền nào đâu rớt. Em chạy là xài cái cục canh nha. Rồi, em test cái ở sau cho anh em thằng anh nè. Đó, sau nè. Đó, chiếc xe rất là nhẹ nhàng. Cái này mà anh em đi chơi đi phượt đường dài Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu mà đi cái này là ok, đèo dốc là thắng ngon là cành đào liền. Rồi, em cảm ơn anh trai Belux 110 rất nhiều. Anh em nhu cầu lên đĩa sau thì ghé ủng hộ bên độ xem nam. Chúng mình test thử vào vòng để cho anh em tham khảo luôn. Chào anh em. Rồi, test cho anh em tham khảo qua một bộ đĩa sau nha. Đó, thanh bánh liền ha. Quá đã. Xe này gắn là hạng sinh bạc của Thái nha. Đó, chạy vào nhẹ chạy xe luôn. Đó, càng nhẹ càng thắng càng ngon nha. Anh em mà muốn lên đĩa sau để chạy thắng an toàn thì ủng hộ bên độ xem nam. Anh em đi lên đĩa sau dọc số nha. Đó, quá ok luôn. Combo đi full có bình nguyên vàng bộ đĩa sau hạng sinh bạc của Thái nha. Đó, càng thắng càng ngon ha. Đó, nhít nhẹt bánh liền. Rồi, đến cái nữa để cho anh em cảm nhận cái bộ đĩa sau của thằng sinh bạc Thái nha. Đó, thắng ok ha. Đó, nhít nhẹt bánh nha. Quá ngon. Combo đi full nguyên bộ ha. Đó, anh em có nhu cầu lên đĩa sau thì ghé bên độ xem nha. Anh em thì chuyên lên đĩa sau dòng Belux 110 ha. Rồi, test bánh xe để cho anh em tham khảo cái độ nhẹ bánh xe nha. Bánh xe là bao nhẹ ha, quá sướng nha. Combo đi full có nguyên cái bộ dàn đĩa sau luôn. Rồi, test cái sau để cho anh em tham khảo luôn. Đó, nhẹ nhàng, ngon là cành đào. Tha hồ cho anh em đi chơi đi phượt ha. Rồi, em cảm ơn anh trai Belux 110 rất nhiều. Chào anh em.